Giảm cân luôn là một chủ đề được rất nhiều chị em phụ nữ quan tâm. Ai cũng ước mơ cho mình một thân hình thật là gọn gàng, săn chắc, để diện lên cho mình như một quần áo sexy và như một quần áo mình yêu thích. Và họ tìm đến những phương pháp giảm cân cấp tốc và nhanh chóng trong một thời gian ngắn. Câu hỏi đặt ra là, vậy nó có an toàn hay là không? Và video này sẽ giúp cho bạn hiểu rõ hơn về cái phương pháp giảm cân nhanh chóng mà nhiều người đang áp dụng, liệu nó có an toàn hay không các bạn nhé. Đầu tiên tôi nói bạn rằng tâm lý giảm cân hiệu quả và nhanh tức thì càng tốt lại càng đơn giản là một tâm lý chung mà nhiều người đang mong muốn, đặc biệt là chị em phụ nữ sau khi sinh. Và từ cái tâm lý này, họ tìm đến một cái phương pháp gọi là uống trà giảm cân. Chỉ việc uống thôi rất đơn giản sẽ bay cho bạn vòng bụng 10-20 cm, 5-10 cân chỉ trong vòng 5-10 ngày 1 tuần. Và bạn có biết không? Cái điều đó ấy, nó sẽ gây ra cho bạn những cái biến chứng rất là nghiêm trọng, đặc biệt gây hại đến sức khỏe của các bạn. Và cái này đã được rất là nhiều các chuyên gia đã khuyến cáo là không nên sử dụng. Bởi vì trong các loại trà giảm cân có chứa các cái chất cấm các bạn ạ. Bạn đừng tin vào những cái loại chỉ cần uống thôi mà có giảm được cân nhanh chóng. Điều này hoàn toàn không khoa học và gây hại cho các bạn. Những người này khi mà bị tố giác thì họ sẽ xóa các cái bài đăng ở trên Facebook. Đấy, khóa Facebook. Đấy, và họ sẽ không bán sản phẩm đấy nữa. Và họ sẽ tuyên bố là phá sản. Họ sẽ không bị chịu trách nhiệm về pháp luật các bạn ạ. Họ chỉ cần là xóa bài đăng và tuyên bố phá sản, vậy là xong. Còn khổ là cho những người đã tin tưởng và sử dụng, gây cực kỳ hại. Và điều hiểu rõ hơn gây hại như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp, đó là cái chất. Đó là cái chất phenol phthalein. Cái chất này có trong trà giảm cân rất là nhiều các bạn ạ. Nó có tác dụng là nhuận tràng, nhưng tăng yếu tố gây ung thư, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, bệnh tim mạch, nên bị cấm sử dụng trong điều trị giảm cân. Khi các bạn uống trà giảm cân có chất này vào, các bạn sẽ thấy là mình đi vệ sinh nó nhiều hơn. Đó. Nhuận tràng mà các bạn, nó đi vệ sinh sẽ là nhiều hơn, thì nó sẽ mất đi nước của các bạn, thì các bạn sẽ tụt được cân thôi. Tiếp theo nữa, một cái chất gọi là sibutramine có nhiều ở trong cái trà giảm cân. Cái chất này dùng để kiểm soát cái sự thèm ăn các bạn ạ. Ban đầu để sử dụng điều trị giảm béo, giảm cân, giảm béo phì, nhưng mà sau khi có ghi nhận là bệnh nhân đột tử do biến cố tim mạch nên đã thu hồi và cấm sử dụng. Bạn sẽ thấy rất là rõ khi bạn uống một loại thuốc giảm cân nào đó hoặc loại trà giảm cân thì các bạn sẽ cảm giác rất là chán ăn các bạn ạ. Đó, bạn sẽ không còn muốn ăn uống nữa. Nên các bạn cần phải lưu ý. Nhưng các bạn biết không? Bây giờ những loại chất này tuy bị cấm rồi, nhưng nó vẫn trà trộn vào những loại thuốc giảm cân, đặc biệt là các loại trà giảm cân nên rất là nguy hiểm. Chính vì vậy, các bạn hãy lưu ý là hãy cẩn trọng xem các cái thành phần, cũng như là khi mà sử dụng những loại đó bạn phải kiểm tra rất là kỹ lưỡng xem mình có gặp những cái tình trạng, những cái phản ứng cơ thể như là chán ăn hay không, hay ăn một xíu mà nó no, hoặc bạn thấy đi tiểu rất là nhiều, đi vệ sinh. Đó, bạn cần phải chú ý những cái điểm đó. Để giảm cân khoa học, các bạn hãy lưu ý ăn uống khoa học, ngủ nghỉ hợp lý, ngủ một ngày cố gắng từ 7 cho đến 8 tiếng, uống nước đầy đủ và nhớ một điều là tập thể dục thể thao, để chưa, ăn uống khoa học, đó là cách giảm cân tốt nhất. Và để hiểu rõ hơn về giảm cân, bạn có thể quay lại những video trước của Linh. Linh đã nói rất là chi tiết cách ăn như thế nào và tập luyện ra sao, uống nước như thế nào để có thể giảm cân được tốt nhất và được hiệu quả nhất. Và rất là cảm ơn các bạn đã xem hết video của Hạ Quang Linh. Nếu thấy video của Linh hay ý nghĩa, đừng quên để lại một comment, một chia sẻ, một góp ý để những video sau của Linh sẽ được hay hơn, tốt hơn. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của Linh.
Hạ Quang Linh, xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào.